Chánh ra con lùn, chánh ra con lùn. Nhớ vậy, nhớ vậy. Em còn đỡ. Cái chỗ đó chết luôn á. Hello đẹp. Yo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nerd Gaming. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại với tựa game phòng lái xe tên 2 này. Và trước mặt các bạn đây là những con xe khách mà hôm nay mình sẽ cùng với team của mình đi phượt đường đèo nha các bạn. Và đường đèo hôm nay phải nói là cực kỳ gắt và cực kỳ khó luôn, khó nhất từ trước tới giờ những cái map mình đã từng chơi luôn ha. Đây là con xe Setra mà hôm nay mình sẽ đi cùng với team. Thì đây là con xe theo như mình tìm hiểu thì nó hợp tác với hãng Mercedes-Benz hay là hãng con gì đó. Và nó khá là xịn sò và khá là đẹp luôn. Cái bên mình là Dep. Thì Dep với lại Dũng với lại Cù đi con xe man nha các bạn. Nói chung là mấy này sợ không được làm đàn ông cho nên đi con xe man. Con xe man nhìn nó khá là đẹp nhưng mà nó hơi nhỏ so với xe mình đó các bạn. Nó nhỏ hơn, nó ngắn hơn và nó lùn hơn. Chung là mấy lùn mình không chơi. Ê con xe này có camera nè mọi người. Ê con xe này có camera nè. Ý camera kìa, đã vậy ta, xịn vậy ta. Em tôi cũng có camera nè. Thôi xe bạn bỏ đi bạn ơi. Đây, đây là con xe man nè các bạn. Cái đèn đuôi của nó cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, và đây là con xe của Ngáo. Thì xe Ngáo giống như xe mình nha các bạn, cũng là Setra thôi. Trên này thì mình có quà. Quà đi cái con xe này là con xe của hãng có tên là Temsa. Và theo như mình tìm hiểu thì Temsa nó mượn khung gầm động cơ của Mitsubishi, rồi mượn của tụi Mack, Caterpillar, đủ thứ chân á. Và đây là hãng xe của Thổ Nhĩ Kỳ nha các bạn. Xe này thì nó cũng nhỏ nhỏ, xinh xinh thôi. Nhưng mà, ủa, sao bên trong nó trống lỏng vậy quà? Ủa ủa sao xe bên trong thằng quà nó có đúng hai cái ủa ủa tại sao không? Em tháo ra em chở hàng trống lỏng luôn á. Ê tính ra xe nhìn tháo cũng đẹp á ha. Vậy em đứng nè, em lái quà lủng rồi tùm lum chân tắp lô đồng hồ cũng gì? Đẹp nè, cái vô lăng này giống con đáp ghê luôn á. Trên này mình có một con xe gọi là mini size dành cho những người nói chung là không có được cao ráo á các bạn. Chào xe này nó thuộc dạng là xe bit mini nhưng mà nó độ cái bánh nó kỳ kỳ, nó thấy sai sao á. Nói chung là do là cái xe này nó hơi thấp á các bạn, đi đường này nó bị cạ gầm cho nên là bắt buộc phải độ cái bánh này lên đi cho nó cao lên xíu. Này mới gọi là mấy người lùn mà đi guốc cao kéo chân rồi các kiểu á. Xe, lùng xe này á kéo là đúng á là để chở khách nhưng mà theo như mình thấy nó còn chở trái cây nữa các bạn. Xe này nhét hơi nhiều. Rồi trên này thì có Cù đi con man thôi. Nói chung là cũng hơi đa dạng xe nhưng mà có ba thằng quỷ nó đi cùng xe nhìn thấy tức quá. Về phần nội thất của xe mình thì nó không có gì đặc biệt lắm nha các bạn. Nó có một cái logo chữ K ở đây. Vô lăng thì giống như những con xe khác thôi. Đồng hồ hiển thị tốc độ. Mình đề máy cho các bạn nghe nha. Đó, đây là cái logo của xe ha. Ngoài ra thì mình có một cái chỉnh nhiệt độ tự động ở đây. Rồi mình có cái cửa này mở được nha các bạn. Đây, mở cho các bạn xem. Đó, xịn chưa, xịn chưa. Và khi mà các bạn di chuyển camera thì các bạn sẽ vào được cái góc nhìn ở trên cao. Đó, góc nhìn này một hồi mình đi đèo mình cho các bạn xem những cái đèo mà nó gắt gắt đi cái đường này để góc nhìn này nhìn nó đã lắm. Và nếu mà các bạn quay qua nữa thì mình sẽ ra bên góc nhìn của lơ xe các bạn. Đó, còn bên ngoài xe của mình thì nói chung là cũng không có gì đặc biệt lắm. Cái trục thứ ba của mình ở trục sau cùng mình sẽ có một cái bánh ngược lại với cái hướng bệ lái của mình, do là cái xe này nó dài quá cho nên là các bạn cần phải có một cái bánh ngược lại để nó giúp cho cái xe nó vào cua hoặc là ra cua nó dễ dàng hơn, không có bị vướng ha. Xe dài quá nó khổ vậy các bạn. Ồ, mình có một cái bật ở đây nè các bạn. Khi mà đóng vào thì nó có đóng vào không ta? Ồ, xịn. Rồi, ngoài ra thì xe của mình nó có một cái cửa sổ trời kéo từ trên xuống dưới luôn. Và mình không biết là cái cửa sổ trời này, cái kính này nó có chống nắng hay không, hoặc là nó có cái rèm che hay nó có cái gì đó hay không. Nhưng mà nếu mà đi trời nắng chắc khách mình nó đen thui mất. Để các bạn nhìn nè. Ô, kính nó kéo từ đầu tới cuối luôn. Xe rất là xịn, màn hình đồ này kia đủ hết trơn luôn á, màn hình giải trí này kia, rồi có mấy cái tivi nữa nè, có nhà vệ sinh đồ này kia đầy đủ hết. Còn phần sau này là đèn hậu của xe mình thôi. Đây, đó, xi nhan thì nó nằm ở trên và đèn lùi thì nó nằm ở có chút xíu rồi các bạn. Rồi ok, đi thôi. Thì quãng đường hôm nay tụi mình đi để bắt đầu từ thành phố Mwanza đi về thành phố Magu nha các bạn. Và như các bạn thấy đường ở đây thì nó cực kỳ ngoằn ngoèo và khó lắm luôn á các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị đề máy xe lên và lên đường thôi. Rồi đi. Ủa sao tắt máy hoài vậy? Ủa? Ôi, ông có chở quà trả đâu mà ông tắt máy. Có. Xe này mình đang có hạ kính xuống nha các bạn.
xíu nghe tiếng máy cho nó đã. Và cái map này mình chơi là map ở bên Indo cho nên là nó sẽ đi ngược chiều ha. Hơi khó chịu một xíu nhưng mà xe nó chạy kìa. Nhưng mà thông cảm thôi chứ map đẹp thì nó không có bên kia. Quý cái chạy lẹ dữ mày. Đâu chạy từ từ mà. Chứ đèo ai chạy lẹ không mày? Phải ôm, chưa thấy mất tiêu luôn, nhà không thấy đâu gì bản đồ luôn nha. Thiệt, tại ông chạy chậm bụng. Ơ xe nó vượt kìa, xe nó vượt cái đép ơi. À cho nó vượt, ai cho nó vượt à? Ơ kìa, xe con vượt. Bài đép, đi trước nhà đép. Ủa, ai cho vượt à? Ủa, bạn ngộ, đường này của tôi mà đường nhà bạn đâu, bạn làm gì căng rồi bạn. Sao vừa không nổi nó ta? Quay vừa không nổi. Quay anh thấy gì anh rớt quá. Thấy tấp vô rồi, anh tấp vô rồi. Sao vậy, sao dùng vậy? Trời ơi, nó lách kìa. À, hiện tại là con xe này nó có 8 cấp số các bạn. Nhưng mà mình để nhầm cái bộ chuyển cấp số á. Cho nên là một lần mình vô số nó nhảy 2 bước lận. Chạy vô lần nó rung dữ ta. Rồi giật cung quá, con chuột cung quá. Chị ơi, chúng mình thả dốc chị. Để mình mở đèn lên cho nó sáng mấy cái bên trong mình dễ nhìn. Dốc gì á? Ôi con xe nó vượt mặt mình. Về xuống nợ chị ơi. Tắt máy đi, tắt máy khóa vô lăng lại luôn đi. Nó cứng luôn rồi, té là té xuống chiếc queo luôn. Lên muốn không nổi luôn á. Ây da. Mấy này chị nhẹ, nó vượt mà nó không biết chi nha, nó không biết bấm còi hết trơn. Ủa bạn chạy bạn phải biết nó chứ. Ây da. Ơi cái dốc là trời. Khoan, tắt máy đi bạn. Chăm dầm. Để tôi đạp côn vô thôi chứ tắt máy chi tầm này bạn ơi. Tắt máy cứng vô lăng. Tắt thử. Ơi xe con nó dừng. Ơi xe con nó dừng. Ôi 161. 170 không? 170 không? 167 cái mấy trên giờ à. Ôi cái dốc siêu đã luôn. Đẹp ơi. Vượt đi anh. Có xe con trước mặt em. Thôi lên cái một quá êm luôn. Là chị á. Quá êm luôn rồi anh vô luôn đếp ơi. Chuẩn bị vô đèo nha mọi người. Anh vô mà em vô đèo á. Không em không cảm ơi. Em không cảm ơi tại nó vậy á. À, hôm nay mình có mod một cái hiển thị bản đồ ở trên cùng mà các bạn thì nó có một cái gương ảo mà mình bật lên cho các bạn dễ nhìn, dễ anh theo ơi, dõi. Gì? Thắng không kêu. Non. Không thằng kia xuống núi hay gì? Ôi cái gì vậy? Em ơi. Tôi đang chạy nó đứng ngay trước mặt luôn. Em mới lết lại. Mấy này núi đèo mà tụi nó chạy hay ghê. Bởi vậy chạy như gì vậy? Nghiêng. Rồi đi trước đi các bạn. Nó đường này mà nói các bạn rồi, bao khó. Con xe bánh to. Ai vậy cả tao nghe. Tao to mà ý thức tao tốt mày. Ôi ôm, ôi cái đường nó nghiêng dữ vậy. Nghiêng quá. Tưởng xe nó gớt rồi đó. Nếu mà những cái lúc nghiêng như này mình cần phải lên trên mình chạy nó mới đã. Nhưng mà đợi xíu để mình qua cái cua này một cái. Em tưởng có nụ cười tự tin chứ. Nụ cười tự nắng. Cười tầm này, đó. Trời ơi, góc này bao đã. Góc này nó không xem được cái tua máy. Ông dưới kìa. Ông dưới kìa, quà mình dựng đây mình coi quà. Hợp lý. Ê, cụ nó dừng ngang dấu rồi kìa. Cụ lên nó không vậy? Không. Rồi xong. Ơi, nổi. Rồi tới Dũng luôn, Dũng khởi lên luôn. Cái này yếu quá gì ha. Bởi vậy lẹ đi mấy bạn ơi, tôi lấy chớ tôi lên rồi mấy bạn ơi. Lẹ đi. Ông lên lại đi. Ui quá. Sao? Ây da. Ây da. Bắt buộc phải để số kia nó không có đủ trớn nó lên. Cái tiếng nó ồn quá. Để xe mình nói trước nó sau cái cụ. Tán ống kìa. Rồi hồi nào nó hút hai cục móc rồi. Ô cái gì đây đông vậy? Chạy đi chứ. Mấy bạn mình xe xấu sàng á mấy bạn. Mình hồi đó mình có đi học nhưng mà mấy cái bài mà mình phải ăn dốc nó mệt lắm mấy bạn, mỏi chân lắm. Dễ mà, trời ơi. Cái đường nó nghiêng quá ha, trời ơi. Đâu rồi? Nghiêng không thấy đường chạy luôn á. Ôi ôi. Tế bê. Ôi cái đường này trời. Đường vậy mà vẫn làm đường được hay thiệt chứ. Đường này mà có con Lamborghini nó đi được kìa. Ây da, từ từ nha đếp, từ từ nha đếp. Đang đề máy nha đếp.
ơi em tắt lên máy rồi. Lên, đúng rồi. Sao đường này nó giật cái vô lăng dữ ta? Hay là do máy xe này nó khỏe quá, nó rung ủa tới máy cái khỏe vô lăng, liên quan tới vô lăng nó bị rung á em, nó bị rung tới cái vô lăng á em, hiểu không, em hiểu không? Không, tao chỉ biết nó bị rơ thôi gì à. Ê chạy đường này xong hồi mà về mình bị lệch luôn á, nó bị lệch gì lệch bạn luôn. Hả, bị nghiêng qua bên. Ờ bị điện, bị điện. Ủa ha, em nó lời ngáo. Ê sao nè, sao với ông Duy nè? Thiệt chứ con quỷ nào tông cái gớt đèo luôn rồi. Nó đèo lên đi bạn. Trời ơi, cua ông đã đi chứ. Trời ơi, cái cua đã tao lùng rồi, nó còn ăn hiếp luôn nữa. Máy nghe nó giòn thiệt chứ. Để chị làm tiếp đơn cho chị. Lùng lùng. Ủa tại sao nó cái nó đường kia nó thôi không thôi có vạch kẻ mà lên tới đây nó có vạch kẻ ta? Tại vì lúc đó hết sơn rồi, lên đây ta nạp sơn lại. Ờ ok. Hiểu không, hiểu không? Ok ok ok, bạn đâu rồi? À kìa, okay, quỷ lùng kìa. Nó tạm nó vớt núi luôn cái gì? Đang chạy. Đang chạy ở số 4 mà mình về phát số 2, nó hú các bạn. Bể máy luôn. Dì ơi, hôm nay dừng được chị em mất phanh, mất phanh ơi. Mày mất phanh thì mày lửa mày lên mình chạy đây. Lửa mày đây. Trời ơi. Trời ơi. Nó chạy mà nó chạy được chắc là thật. Ê coi thấy có cái biển báo nó ngay giữa đường không vậy? Ờ nó bị niệng niệng đúng không? Ừ. Thu vút phanh xuống núi rồi nó. Ờ chạy đi luôn đi. Mấy này non quá à. Để mình làm cho các bạn xem. Nói nói cho bạn xem cái gì. Không, mình đạp kịch thắng luôn á. Đạp hết hết luôn á. Nhưng mà nó ghê quá à. Giống như kiểu mấy người bị hố cua á bạn. Lửa vô vô cái rầm rầm. Ghê quá đúng không? Em kính lên bớt lại chứ nó ồn quá. Đâu rồi. Xe đợi tóc. Trời kính lên nó vẫn ồn luôn á. Chào đẹp. Mọi người đâu rồi, tôi nhớ mọi người quá à. Mày chậm nó đi bà thấy à. Ôi lắc dữ à, xe lắc dữ à. Rồi. Ôi. Nó lên dốc nổi rồi. Ê gì vậy? Ở đây có cái đường cầu đẹp lắm nè. Cái gì từ từ đang lên dốc rồi. Cái gì dốc lên không nổi. Anh ơi nó bút lực tới nơi. Ông ơi chị tóc từ từ đó kêu ơi. Xe mình có công nghệ em hiểu không? Ok đi ông bà đỡ. Cái đường nó nghiêng rồi, trời ơi nó nghiêng rồi, ôi nó nghiêng rồi, đường này chạy 30 rồi mọi người ơi. 30. Xe xe xe. Ông đi nè. Vậy sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Ở nhà cha mẹ cho tiền đi học bằng lái, con lấy xe con vượt trên đường đèo, bà nội cha nó. Thấy một cái là ta hết, ta chỉ có biết la thôi à. Hả? Đi đường đó không? Đi chứ. Ủa cái đường đá vậy? Chứ nó khóa đường đây rồi làm gì đi được. Ôi ngáo ơi, ngáo ơi, ngáo ơi. Thằng ơi, quá ơi, quá ơi, quá. Quá, 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 quá. Dừng đi. Sao thằng Quỷ Dũng nó cái xe nó lắc ghê vậy? Ê tính ra đường này mọi người mình chỉ cần mình đá thắng thôi, không có cần làm gì hết trơn á. Trời nha mọi người. Đừng ơi. Ờ nó chặn đường rồi nè. Vậy. Người mày la dữ vậy. Nó đừng nó kìa. Để lên đây, rồi, đi đi. Để xem lại rớt xuống đèo vậy. Ông Duy đâu rồi ta? Sau lưng nè. Đi đi anh. Thằng Dũng nó bị. Từ em. Mình tỉnh nha anh em. Đi 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 đi. Cái đường này hồi về đạp phát hết hơi luôn á. Mình đang để mô phỏng thắng hơi nữa các bạn. Con quỷ con. Cái đứt xe đang ngáo nó tưng kìa. Sao nào cũng tưng á, kiểu như cái gờ nó cao á, thôi là đổ bánh rồi đó. Tự chạy lên không được. Anh để anh nờ cái nó trôi xuống luôn. Ừ, nó trôi xuống luôn á. Chứ để sáu chạy nó không nổi. Mọi người tới đâu rồi? Chỗ nó tưng à, rồi. Đang, đang, đang tới nè bạn. Ê, cái giùm bữa mình đi cái đèo lò xo gì. Ồ, nó tưng, ôi, đi về bánh xe, dục xe luôn. Đây, mình chẳng có xem nè. Anh ơi. Cái gì, đi cái gì, anh. Cái gì? Ủa đi được không á cụ? Được đi anh. Đi anh. Tự em. Anh ơi. Rồi, đi rồi. Đi. Tự. Nó phải từ từ em hiểu không? Em không có từ từ được. Từ từ chứ mày thảo phát là mày lọt xuống dưới luôn á. Một đi không trở lại luôn á đếp. Con đếp nó lủi ghê vậy. Lên.
Em tưởng ra đó. Đường này nó ghê quá, từ từ thôi. Cái gì cũng phải từ từ, chuyện đâu còn có đó. Đi luôn rồi, đi. Trời ơi, tắt máy hoài luôn á. Đó còn gì không gớt rồi. Sao mà gớt được bạn ơi. Ây da trời, nó dân chiên bạn hiểu không? Vừa dứt câu cái với em. Đi ơi, đi ơi. Để đích anh kéo quà, để đích anh kéo quà. Kẹt rồi, bị kẹt. Ôi, cái dấu nó mới căng kìa. Cái dấu kìa. Dạ, hồi có gì móc sợi dây chị lại cho ngáo. Này con lùn nó lọt nè, lùn lọt nè. Ai lùn cãi lùn. Quay xong tư rồi. Chào đếp nha. Lọt trước tao kìa. Chào đếp nha. Lên ngáo ơi, cố lên ngáo ơi. Đúng rồi, cố lên. Ôi dồi ôi dồi, nó giật. Ui thắng. Ê mọi người, xe tôi sắp hết dầu rồi mọi người ơi. Gì vậy? Hết dầu rồi. Hết dầu rồi. Anh cần hút dầu không? Em hút chưa? Lên là ngáo ơi. Cái gì vậy? Tại sao cái đường đang chạy nó lại bị cái gờ tưng cái? Rồi xong, bye bye cùng. Nó nặng quá anh ơi, nó lên nổi vậy anh ơi. Anh lên đường mà ngáo, lên đi ngáo ơi, lẹ ngáo ơi. Chúng ta phải đi cái đường này vậy. Tại vì em buồn rồi, kia nó không cho đi. Bên kia đang sửa. Rồi mày hạ rồi ngáo ơi, mày hạ anh rồi. Sao mày chậm dữ vậy? Rồi tắt máy xe. Rồi nó xoáy rồi, nó liệm luôn. Anh ơi, lên anh ơi. Bây giờ nè. Bây giờ thằng áo nó bò chưa xong thì làm sao anh với em bò lên được hả đếp? Hay là mình đá nó xuống đi. À, mày đá được không? Ê, mình dựng cái mình ngủ không giấc tới sáng mình đi tiếp mọi người. Tắt máy, gài bên tay. Gài vô ta. Ok, rồi mình ngủ không giấc tới sáng mình đi tiếp. Anh lên từ từ, anh từ từ bình tĩnh. A few minutes later. Sau một đêm mình ngủ thì nói chung là cái cầu nó vẫn chưa sập, nhưng mà con xe nó sắp gớt rồi, gọi nó chơi nó tóc biến ma thuật rồi các bạn. Rồi bây giờ mình đi nè, đi chuẩn bị nè. Mình phải nhả côn, mình phải lên ga. Nè tắt máy nè. Mình buông phanh tay ra. Trời, sao mà tắt được? Ơi ghê. Nó lơm nổi bạn ơi. Đổ thấy mặt bạn lăn rồi. Ơi tụ rồi 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 nha rồi nha. Tụt báo qua mình, tụt báo qua mình. À tụt. Tại thằng ngáo không á. Rồi. Ở từ tại xe nó yếu. Chuyện chưa rửa chắc tôi muốn. Nó bị dướng cái này nè. Em có chớ. Kệ, chị có chớ mà không sao. Ê tôi đang bò lên đường nè mọi người. Mày chưa lên tới tao được mày đặt. Rồi ổng tụt. Cố lên đi ơi. Nè, bây giờ thằng Dũng lùi, thằng Hòa lùi, thằng Đép lùi là có chớn hả? Đúng rồi, phải lấy chớn chứ không thể nào đề ba gì được. Cái xe nó, cái đường này mà sao mà nó bắp đường đi được. Thì anh lùi về sau đi anh. Để em lùi trước đi chứ, em phải lùi đi. Kìa, cái thằng Giang lùi này nè, lọc. Thằng Giang này. Rồi, tới thằng Hòa lùi nè. Anh ơi, Giang cũng phải chừa chỗ cho em xấu chứ. Thì nè, đếp nè, lại nè đang chen nè. Lẹo mát thiệt chứ. Ông gì miếng cơm manh áo mà ông định đẩy ta xuống nè. Có bạn ơi. Lũ nổi luôn á. À gì, mình không nổi thì mình đẩy nó xuống luôn đi gì. Được rồi, sống sinh tồn. Được rồi nè. Được rồi. Đẩy rồi. Đẩy nữa. Quay đi nữa rồi. Đùa, đép dữ hả? Rồi mà chạy được không đép? Từ. Phải lấy cái chớn từ trên kia xuống mới được chứ thiệt. Quỷ ngáo nó dừng ngay đều. Chở cho nặng vô. Rồi xong. Rồi. Rồi. Quá. Vô đi ơi. Rồi. Bye bye. Ê mình đã chớn thêm đi được á, có chớn tự nhiên có chớn. Sống được cái trời. Đến đếm là tới đếm là cười nè. Rồi, đếm ơi, tránh ra nha. Anh ơi anh. Anh ơi anh đừng đi. Anh ơi anh ở lại. Đếm đi luôn rồi. Rồi, đi nè các bạn ơi. Mình mới vừa lùi, nói chung là mất một khoảng thời gian khá là nhiều để lùi lên nhưng mà quỳ. Dạ. Yeah. Nó cào teo. Nó có nâng cầm không ta? Tôi nhớ là bên mấy cái game kia nó sẽ có cái chức năng nâng cầm. Chị thấy gì không? Chị có thấy gì? Chị có thấy gì em thấy không? Thấy gì vậy?
Nguyên con xe con thử đâu bay xuống cái đập. Dạ, 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 dạ. Nên vì vậy ta đâu cho chạy đường đó đâu, nó rớt rồi. Nguyên bóp đầu, Nguyên là xuống núi. Đó lậu được. Đạp bạn ơi, đạp bạn ơi. Không đạp là đợi không nổi bạn ơi. Cứng ra luôn. Cứng hỏng ba đi luôn nè. Giờ ta thấy rồi, ta thấy bắt đầu hụt hơi rồi đó. Sao mà hụt được? Bạn sẽ hết xăng nữa luôn ơi. Hết xăng rồi xem là còn xăng không? Xe trái cây còn xăng không? Cho miếng xăng ơi. Còn nhưng mà không cho bạn ơi. Đèo mà ai chó. Nè qua đường rồi nè. Qua rồi. Được, nãy được, hả? được. Nãy được. Được. Được, tin anh đi. Sao mình đi. Mày giống mà căng như ta. Được. Đi là vừa luôn rồi. Được, vẫn còn được, vẫn còn được. Chưa có bị tuột. Đúng rồi, tao không đi qua. Thấy nó thật ra luôn. Đúng rồi, qua. Bị kẹt cái do cái đuôi nó dài quá. Đúng rồi, qua. Đó, thấy chưa? Anh ơi, được, thấy chưa ngáo? Đi. Nó quay có mỗi cái bánh, một cậu đi lẹ hết chứ. Rồi bài. Em thấy bánh luôn rồi. Anh thấy anh bị tắt máy ngay giữa đèo luôn rồi. Ngay giữa cái dốc luôn rồi. Có cần lùng gánh không? Thôi lên được anh, lên. Trời ơi, xe ngoài nó quay bánh trước luôn kìa. Ủa? Ủa xe quay bánh trước hả? À, hai cậu. Ủa thấy đang lên không anh? Đang lên á. Cố lên rồi đây. Chó quá không lên được. Tắt máy. Ai có cần lùng đẩy không? Lùng làm được. Xe lùng đẩy không? Đẩy nè. Đẩy để tôi hô biến ra nè. Có chỗ nào không để có đủ đỉnh lên được luôn á, nó quá yếu. Có chỗ nào cho lùng vô? Không phải là nó yếu mà do cái đường này nó bị không có bám á các bạn. Xe mình nó chỉ có quay mỗi cái cầu sau nữa à, còn cái cầu thứ ba, cái cầu cuối cùng á là cái cầu giả để đánh lái ngược với cái hướng bánh xe của mình thôi. Rồi kiểu này cũng ngộ rồi các bạn chưa vô. Rồi bạn nó hết xăng rồi. thôi giờ cứu hộ thôi chứ chế lên kiểu gì được nữa, hết xăng rồi. Chịu rồi đi tiếp nha các bạn. Nói chung là gọi cứu hộ rồi nó lôi mình lên đây luôn rồi, tiếp xăng rồi này kia cho rồi đường nó xe anh chạy không nổi. Bây giờ mình gì sẽ ơi? Cái gì cố lên nhớ bắt chớ hay gì gì nữa gì, nghe nó khó khăn kiểu như bạn. À da, nó quá. Anh tưng cái gì ơi. À da. Cái gì vậy, xe anh đang chạy mà. Ủa cái giám đốc bự không bạn? Ủa đang nằm nếp bay lên trời. Giống cái nào biết luôn á, ai chơi ai thay cái gầy giám đốc này đều. Dùng đâu, giống như đèo phen cũng gầy giám đốc đó quà. Rồi giờ sao mà mình có thể đèo ba được ta? Trời ơi, đang đổ đèo cái gầy giám đốc xuất hiện. Không hiểu luôn á, làm ngay cái tóc ngay cái cô luôn. Mình sẽ đi lại cái cô này, nói chung là nó bay lên trời không có trớn là không đi được các bạn. Cậu qua được, qua đây nha cậu. Ôi ôi. Tao đi kiếm ai đồ tao coi. Trời ơi, đang đổ đèo tụi đang quẹo. Muốn lên mấy cái này là bây giờ qua được, số, qua được, qua được. số 2. Hết tour luôn. Chạy xong bể cục máy luôn. Mình ơi, ta. Tính ra này là cục máy 500 mấy mã lực luôn đó ta. Mà chỉ có cái là nó chỉ có một cầu, biết sao ôi. Có quỷ kia nó thấy nó quay hai cầu còn hơi ảo nha. Xe nó không có đâu á. Xe khách nó không có đâu á. Không có tao đổ không quà. Xe mới đổ anh Will Ray vô. Láo thiệt. Tháo cái tem gắn vô đúng không? Nè làm gì, làm gì, làm gì nè. Sao mà được bạn ơi. Ui xe tải. Ui 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 ui. Ông đẹp ác thiệt luôn á. Có cái gì đó nó không đúng đúng ở đây. Cái vỏ kèn là ông lớn lên tao nha. Ông phải lớn bạn. Bạn hiểu không? Mình ăn qua bên kia xíu. Do là cái đường nó có cái gờ, cái xe nó bị lệch tay lái bạn hiểu không? Cái gờ nó là cái bánh xe sao mình. Sao chỗ đó lại có cái gờ đó? Xe tôi nó hiện lên con cá vàng không mày? Kìa con cá vàng, kìa con cá vàng. Bơi trong cái đồng hồ. Nó hiện con cá rồi.
hồi lên cá đỏ luôn, nổ động cơ luôn. Đây. Các bạn, vậy tôi đi trước rồi các bạn. Tôi khổ quá mà. Nó nhờ ông đi chứ, có gì tôi hỗ trợ, tôi tông không cho. Vô số. Máy. Sao mà tắt được? Nè coi nè. Đây, lùn đứng đó không có đụng chạm nó nha. Tiếng gì vậy? Trời ơi, tôi chạy. Ôi quá. Rồi. Bye. Bye mọi người. Chúc mọi người đi vui vẻ. Tôi chạy cái đoạn đó 100 mấy km mới chịu giờ. Này trên là sao mà đỡ được. Chạy vô nhanh vô. Con cá gì vậy, nó hiện con cá gì rồi? Không, vẫn con cá vàng nữa các bạn. Cá vô hồng rồi. Ok, trở lại cái đèo nha các bạn. Nói chung là do mình nhanh quá thôi, mình đi từ từ thì mình cũng qua được thôi đó chứ. Do là nãy mình bị không có kiểm soát được tốc độ thôi. Nè, nhẹ nhàng rồi đó. Từng cái nè. Ghê quá. Cho tao hỏi ổng nằm đâu ạ? À, đang lên rồi bạn. Sao quá chị? Đó, ông đang lên đèo rồi. Luôn đi đi, kẹt xe rồi luôn. À kệ nó đi, kẹt xe cùng lắm ông Dương chạy được thôi. Đúng rồi. Ui. Đi ơi. Đâu rồi, ổn mình. Nói xem rồi. Mình vậy chứ cũng còn khỏe lắm. Ừ, sao rớt nữa. Ờ, để tôi hỏi con. Ê dạ, tắt máy rồi ơi. Để cái đèo này cái cô nó có gắt không? Ờ, cũng gắt hết chứ. Bim 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 bim. Thôi, 100 km trên giờ được rồi chứ nhanh quá, vô đèo lọt đèo mất công. Rồi, tắt máy rồi, rồi, tắt máy rồi, tắt máy, tắt máy. Thôi, thắng không được, thắng không được. Ơ, cái gì vậy, cái xe. Cái quần đuôi gì vậy? Trời ơi, xe nó kẹt kìa, rồi sao. Ê, có con Huracan kìa. Nó không chui qua làm kẹt xe vậy. Huracan kìa. Ghê không, ghê không, ghê không. Trời ơi. Thấy không chui. Ủa sao Huracan nè. Ủa, dốc này sao mà lên nổi. Nổi. Nổi làm được là gì làm được. Không được. Luôn làm được. Không được đâu. Tôi tin nữa à, không. Em tin anh mà, nổi. Nổi. Em lên được, không lẽ anh không lên được. Đúng rồi. Nhưng nghe lâu xíu rồi. Đâu, tao lên, chạy lên mà. Nhảy lên, bình thường à. Ờ, chạy trong cái chóng này. Ê, anh còn chưa đụng luôn á. Đi lẹ cua, đi lẹ cua. Nhau rớt đèo anh. Gì? Đi cua, nhau rớt đèo anh. Đi Dũng. Đi giá nữa. Nó Dũng màu vàng là Dũng. Rồi, tôi nghe tiếng máy tôi nó liệm liệm rồi đó mọi người ơi. Cứu bé. Cứu bé. Cứu bé. 8 km. 9 km. Ê được, được, 9 km. 10. Trời nó bò. 12 rồi. Ôi, cái tiếng máy nó ồn quá. Quỷ lụng nó đâu ra dưới vậy. Ok, đi, 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 đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Thôi, tôi muốn tông. Không bạn ơi. Tôi muốn tông. Cho tông chiếu ơi. Hả? Trời ơi, ông vừa kìa trời. Ai cho mình tông chiếu ơi. Tông quạ kìa. Hư động cơ. Đi qua, đi. Ủa, có tông hả? À? Đi. Ơi có con suối nó vậy? Nó bự à. Con suối mà. Trời ơi, nó ngập qua luôn. Ngập qua đầu luôn. Ơ vậy là tao tới đâu mày? Trời ơi, dạ? Bà ngập luôn. Bà chìm điểm luôn. Ông không dạ, sao mà dừng kia đó dừng ngao. Được, 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 được. Ủa sao nó lại có con suối vậy trời? Ừ, trời. Từ ngáo, từ ngáo, từ ngáo. Nó là con sông nha hoà. Không, nó là có con, cái gờ. Nó là cái thang. Cái gì? Có cái gờ. Sàn đếm nó ngập lụt. Đau lắm đó anh. Cái mỏ trụng nó đau lắm. Ờ, nó khỏe kìa trời. Kim liếm rồi Di ơi. Ôi, ôi, ôi. Trời ơi. Mà yếu chứ anh. Yếu vậy. Từ em, từ em, từ từ. Tại xe nó bự em hiểu không? Xe nó chở nhiều khách hàng em. Để em đi lên Di ơi. Mập quá, để nói. Nè, được nè, được nè, được nè, được nè. Ngắm nó tuần qua kìa. Xe nó khỏe. Thì chứ cái đường làm gì đâu á. Thôi. Rồi bây giờ mình đạp côn mình thả trớn thôi. Đó thấy không. Trên ga con lùng. Trên ga con lùng. Nhớ vậy.
sao vậy? Em con đỡ. Cái chỗ đó nhanh là chết luôn á. Hello điếp. Ta còn giữa đèo hay gì, ta chưa gớt. Ta còn mạnh mẽ lắm. Tao nói mày khúc này rất lỗi bao nhiêu chiếc xe con mày nè, thằng đếp nè, thằng ngáo nè, thằng quà nó hút con xe khách của người ta xuống nữa nè. Coi gì mà coi được á. Đời ghiếp chạy chỗ vô trời. Mưa quá luôn. À, ông bộ, ông xe tôi đang có mép lật các bạn, nhưng mà xe tôi nó có đằng 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 leo đầu. Cái gì vậy? Mày cũng đi luôn. Đếp nó leo đầu đi con. Ê, đi đi đi, trấn. Ủa xuống đèo rồi Di, không sao Di. Các bạn gọi mưa luôn rồi kìa. Chưa hả? Chưa mưa, mây chưa mưa, tới. Mưa rồi. Trời ơi, bão tới rồi. Mây đen thui à? Gì nữa vậy? Xuống đèo rồi. Mây tới dữ rồi. Ôi, mây đen thui luôn mọi người ơi. Hơi động cơ rồi. Mây trôi cả bầu xe lăng. Hơi động cơ. Ôi. Hơi động cơ. Ôi. Hơi động cơ mà. Xe em có con cá vàng rồi. Sao đâu em, bắt nó ra bơi đi em. Bắt mà chiên xù đi em. Ê mọi người, chạy lên đây tôi đợi mọi người. Cái này một mình tôi buồn quá à. Cá vàng bạn. Lắm rồi. Nay tôi đợi nè, anh đây. Để lên. Đang đề máy bạn ơi. Người lên chứ vậy. Trời ơi, quỷ nó dừng giữa đèo à. Đúng rồi, lên đi xe đỡ. Trời ơi. Yeah. Dạ. Tụi nó lại à, giữ gì gì? Dạ. Cái bài gì? Bye bye. Không chịu. Bà biết là nó la ở gì mà biết. Rớt thẳng xuống dưới luôn. Sao vậy đếp, lên lẹ lên đếp. Mình chạy chậm dưới đếp. Hết giá hết số đi đếp. Cái đường nó lầy quá à. Quá yếu. Không. Ông bắt cái trớn tự dưới xong không cho tôi yếu. Quá kiểu này yếu. Về, kiểu này về về nhà cái tự nhiên mai lên báo chục hành khách chứ mày. Quá yếu. Không, mày cho trái cây mà lo chục gì. Chục cái bưởi. Chục bưởi dập hàng á. Vậy. Nó lên ra. Ta thấy chớ gỗ. Có lên cầu anh tin em qua được cầu, có lên. Đừng có xuống nha cầu. Anh Dũng ơi. Trời ơi, con quỷ cụ nó chen kìa. Con có được không? Cố. Cố. Đi vô. Đi vô. Quỷ lùng nó đẩy em. Ok, đi. Đó, chưa. Mày xuống núi không? Chơi mày. Nè, xuống dốc nè. Sao cụ lấy ra sao lấy vô vậy cụ? Ây da, đứa nào? Ây da! Mày mẹ hiếp lộn mày! Không ăn hiếp nha. Gõ ghẹt. Ủa ơi, xe nắng không được. Quà ơi, mày đằng sau chị đúng không? Đúng. Có gì em đỡ chưa? Chị hư quá, quà chị đang thả trôi rồi. Không, xe nó không mất thắng, mà thắng nó không được thôi, nó chậm thôi. Quý lùi. Đã có đường lầy mà nó còn mưa. Đồng cua nè, quý. Quý. Nè anh gió mà quý. Quý. Anh gió chưa anh. Nó trượt quá. Mọi người ơi, nó trượt. Ê cô ơi. Cô ơi la ghê dữ vậy. Nó trượt quá à. Trượt cực kỳ luôn. Ôi thằng ngáo nó riết kìa. Hay quá ngáo ơi. Mày cũng gớt đó quà. Ôi quà cái mày lấy quà. Đây là blue. Đây là quà. Anh cụ gớt rồi chứ. Đấy rồi. Ủa thằng Dũng này, ủa thằng cụ đó, ủa cụ gớt rồi. Cậu chán thiệt chứ, vậy thôi mà cũng rớt nữa. Non quá non. Rồi đi tiếp nè các bạn. Chung là đợt này tụi mình cũng sắp tới rồi. Tới chạm nghỉ mình nghỉ luôn nha. Mình cũng mốt mình kiếm con xe con mình đi các bạn. Đường này nó căng như quỷ á. Xe con họ lũi dưới không bạn? Không sao lũi được bạn, mình lấy lâm bồ đồ. Đường nó trơn quá. Trời ơi, không tạc đâu đi. Ủa tạc, anh tấp vô á, anh thấy xe không, xuống không anh tấp vô. Thẳng vô luôn á, chứ ở đó tấp vô á. Đường nó trơn, nước trơn, nước quầy vậy nè. Đó, em này. Này, điểm hút không cho. Gơm, đó. Ây da, sao mà hút được anh.
Giờ thành phố là ê, xe buýt người ta khách đón quá trời luôn rồi, mình tấp vô đi mừng ơi, tấp vô, tấp vô. Tấp vô. Ủa tấp vô hả? Tấp vô. Nè, người ta đậu xe khách phía sau một vàng kìa, mình đậu ké cho người ta đó. Trời ơi, quỷ đế lên lưỡi. Trời ơi. Tấp vô. Cái này đâu? Nhìn xe nó dưới cái cột của nó ta. Đam mê off-road nhưng mà phải chạy xe buýt á. Nói chung là tụi mình gần tới được nửa đường. À, trên đây có cái chạm xăng, là mọi người muốn dừng ở chạm xăng không hay là dừng ở đây? Xăng đi anh. Rồi, xăng đi. Ờ, mình vô trạm xăng mình đổ dầu anh. Ok, đi. Đồng lý luôn. Đi. 20.000 lít nha. Thằng màu đen. À, không được, phải tụt xuống mới đi được. Đứng này đi cũng được. Rồi, mình ra được cái đoạn lúc nãy nè nha các bạn. Và mình đang cố gắng bò lên với một cái tu máy maximum luôn. Lên xong về, như chạy máy ra bỏ thôi, bán thôi. Lần nào mình đi cũng lỗ mày. Lên nổ không thà, không biết lần nào đi cũng lỗ hết trơn. Bị trả được nhiêu tiền nữa. Là được đồng bạc chết liền luôn. Không, sao bạn lợi, bạn sẽ bạn chơi trái cây không mà lợi. Lợi lúc hết rồi bạn ơi. Lúc luôn. Ê, qua được cái dốc này là mình đang trong thành phố. Các bạn nói chung là một cái thành phố mini dưới này. Quỷ lùm đâu ra vậy? Ủa? Từ dưới lên bạn. Để hai cái bánh xe nhìn thấy ngứa được chứ. Trời ơi, gồ liền. Thôi tôi đã bánh xe này chứ để gì là tao khỏi chạy luôn á. Quỳ, trời mưa. Cái đường. Ờ lẹ hả, chơi lẹ, mày đua. Ờ chơi, chơi luôn, sợ rồi chơi. Ờ quỷ nó lẹ như vậy. Đua. Người ta 6 số ngàn, đừng đùa. Tôi 8 số lần bạn ơi. Bay nè. Nó không đi. Xe bay như kiểu trứng chọi đá vậy. Nó không đi. Ây da. Nói bây giờ nó đi kìa, Lát đi bà con ơi, lát đi. Ôi giỡn. Dạ. Dạ ơi, dạ ơi. Ê, đây có chỗ sửa xe này đúng không? Phải không? Chỗ giao hàng anh đây. À, chỗ giao hàng hả? À? Sao đường này rác không vậy? Trên lõi hơi động cơ nha, chạy đụng nha. Là sao? Xe mình nó đang hư quá trời hư rồi các bạn. Nhiều. Ồ, nhà này đẹp dữ vậy? Tính ra cho tiền của vợ tôi cũng mở, nó đi đường đèo thấy muốn gớt đèo không à. Chạy lâm bồ là được. Rồi, tới chạm, bẹo vô bà con ơi, bẹo vô. Sao cái đường nó kỳ vậy ngáo? Anh thấy cái bánh em quay tại chỗ. Sao cái đường nó kỳ? Anh thấy em tới rồi nhưng mà cái đường nó kỳ ngáo ơi. Cái đường nó không có đúng đắn lắm á ngáo ơi. Chị nãy mình dựng dưới kia là đẹp rồi, dựng đây nó đi được luôn á. Đạp sang nghe cái lỗ mũi tay à. Ừ, mà vô cái đường đi rồi biết, rồi đậu đây cho nó đẹp. Nhìn ngáo được nè. Nè, hãy coi đây, up road. Ứn. Trời ơi. Đường mãi đỉnh luôn. Ủa mà sao cái chặng xăng nhỏ xíu vậy? Ừ, chút xíu à. Cái đó gọi là hạt mè đó quà. Bao nhiêu gì vậy chị? Lúng rồi mọi người. Rồi, đẹp luôn. Rồi, xe khách nó hút đứt nhau luôn. Quay đầu luôn. Chào vậy chịu rồi. Chị chịu rồi. Nói, đậu đây thôi. Nói chung là vậy thôi các bạn. Mình cũng sẽ phép tạm dừng cái video ETS 2 tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn hôm nay của tựa game ETS 2 này. Hẹn gặp tập sau. Thì nói chung là hôm nay đi cái đường nó khó thì nó cũng gọi là vừa thôi. Nhưng mà cái xe mình nó hơi yếu các bạn. Chạy nó không có lên nổi, nó bị sấy bánh đó. Cho nên là để có gì tập sau tụi mình sẽ bắt đầu từ đây đi tiếp. Và mình có thể sẽ đổi một con xe khác. Nó có thể là xe đầu kéo hoặc là có thể là xe con chẳng hạn. Các bạn cứ comment xe các bạn thích phía dưới nha. Những comment nào mà được nhiều like và được nhiều bình chọn nhất mình sẽ lấy ở trong tập sau và đi cho các bạn. Ok, chào các bạn, bye bye. Nhớ bấm đăng ký comment cũng như like video sau cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chào các bạn, bye bye.